giờ là tháng 6 và nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng cao. Xứ quên đang bắt đầu một trong những mùa hè nóng và khô nhất từ trước đến nay. Toàn bộ vùng đất này đang chìm trong nắng nóng. Đây sẽ là thời điểm hào phóng nhất trong năm. Nhưng đối với thế giới hoang dã, mùa hè này sẽ là một thách thức lớn. Mùa hè khắc nghiệt này chính là thời điểm quan trọng đối với một số loài nhỏ hơn và kỳ lạ hơn, những loài cần ánh sáng. Bây giờ là đầu mùa hè, không có dấu hiệu của giảm sóng nhiệt. Bãi biển Grunan ngay gần Prestatyn ở phía bắc xứ Wales trở thành điểm đến của những người tổ chức các kỳ nghỉ tránh nóng. Nhưng có những vị khách đặc biệt đến từ những cánh đồng rất xa. Đó là những con chim nhạn. Chúng đã vượt qua chặng đường hàng nghìn km từ Tây Phi để đến đây sinh sản. ...350 con chim còn lại duy nhất đã khiến xứ Wales trở thành nơi sinh sản cuối cùng của loài chim quý hiếm này. Những con chim mái tản ra khắp bãi biển lựa chọn những dải cát tách biệt để chúng có thể đẻ những quả trứng được ngụy trang hoàn hảo trong đó. Trong vài ngày qua, một số con chim non đã nở. Chim bố mẹ thay phiên nhau bảo vệ chim non và đáp ứng những nhu cầu dường như bất tận của chúng. Chim bố mẹ cần phải bảo vệ quả trứng thứ hai cũng sắp nở. Những con chim mỏng biển đói bụng đang bay liệng ở phía trên. Phương thức bảo vệ tốt nhất vẫn là tấn công. Những con chim nhạn nhỏ hơn nhưng linh hoạt hơn mỏng biển rất nhiều. Những con chim non bắt đầu hoảng loạn. Những con nhạn trên bãi biển cùng tham gia cuộc chiến và đã thoát được mối nguy hiểm. Nhưng vẫn còn những mối đe dọa khác từ phía đường chân trời. Có một thứ mà không con chim nhạn nào có thể đuổi được. Hôm nay sẽ có một con sóng thủy triều lớn nhất trong tháng 6 và nó đang tới rất nhanh.
Giờ là lúc những con chim mái cùng chim con di chuyển. Còn một quả trứng vẫn chưa nở, nên nó vẫn ở lại đó. Dường như tất cả đã đi hết. Có những chú chim non bị mắc cạn. Bị kéo lê nhưng vẫn an toàn. Hy vọng chú chim trong vỏ trứng cũng sẽ sống sót. Thật may mắn, nó sẽ sớm nở và sẽ có thêm con chim nhạn nhỏ bé nữa cùng chia sẻ vùng lãnh thổ đặc biệt này. Xứ Wales được trời phú cho đường bờ biển vừa ngoạn mục vừa đa dạng. Gần 2.700 km bãi biển. Các cửa sông. Và những mũi biển đầy đá. Đó là vùng đất duy nhất trên thế giới với đường bờ biển trải dài toàn bộ chiều dài của nó. Và đường bờ biển đó là ngôi nhà chung của hầu hết các loài động vật hoang dã của đất nước. Tuy nhiên, có một số loài ta chỉ có thể thấy khi màn đêm buông xuống. Ở miền nam xứ Wales, trên bờ biển Pembrokeshire, có một con bọ cái đang tìm kiếm tình yêu. Và nó có một mánh lưới để có thể đạt được mục đích của mình. Một loại enzyme đặc biệt ở đuôi có thể tạo nên một màn trình diễn phát quang sinh học tuyệt vời. Vì thế, nó được gọi là bọ phát sáng. Giống như ngọn nến, ánh sáng của nó có lúc rồi cũng sẽ tắt. Nhưng trong vòng 2 tuần, nó sẽ chiếu sáng trên khắp những bãi cỏ, bên những đụn cát với hy vọng có thể tìm được bạn tình. Trên đường bờ biển dài như vô tận này, nó đã hòa cùng vào với những ánh sáng chập chờn khác. Những người đi bộ lang thang trong đêm muộn đang làm náo động vùng nước nông này. Trên khắp xứ Wales, khí hậu ấm áp khác biệt khiến cho vùng biển tràn ngập ánh sáng. Khí hậu nóng đã tạo nên điều kỳ diệu này. Không có dông bão và hoàn toàn yên tĩnh, vùng nước ấm đã khiến cho các sinh vật phù du gần bờ phát triển mạnh. Và khi bị kích động, chúng bắt đầu phát sáng. Tuy nhiên, bữa tiệc này không chỉ dành riêng cho các sinh vật phù du. Ngay bên dưới mặt nước, hải quỳ cũng phát sáng theo cách của riêng mình. Loại protein phát sáng màu xanh, bên trong xúc tu của chúng
soi sáng bữa tiệc dưới nước kỳ diệu này. Giờ là cuối tháng 6. Vùng nước nông ấm áp phía tây xứ Wales trở thành đất diễn cho những sinh vật xâm lấn. Đó là những chú cua nhện. Chúng đã tới đây từ hàng ngàn năm nay. Việc tập hợp đông đúc như thế này được gọi là chất đống. Tại sao lại như vậy? Đó là do nhu cầu lột xác. Lớp vỏ bên ngoài rất cứng của cua giúp bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Nhưng để phát triển, chúng cần phải lột xác. Những chất enzyme đặc biệt bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, nước thấm vào cơ thể khiến cho lớp vỏ bong ra. Và 15 phút sau, chúng có một lớp vỏ mới. Cần phải mất một tuần để lớp vỏ mới trở nên cứng hoàn toàn. Vào thời điểm này, một con hải cẩu qua đường sẽ là mối đe dọa thực sự đối với chúng. Vì vậy, tốt nhất là tụ tập thành đống bên nhau. Mặc dù luôn phải canh chừng cho nhau, một số con có xu hướng trở thành những kẻ ăn thịt đồng loại. Được trang bị tấm áo giáp mới, những con cua nhện này đã sẵn sàng cho một năm tiếp theo dưới đáy biển sâu. Cũng bất ngờ như khi đến đây, chúng đã biến mất. Có khoảng 100 hòn đảo ngoài khơi bờ biển xứ Wales. Ở phía nam, khoảng 5 km ngoài khơi Pembrokeshire là đảo Scomer và hòn đảo nhỏ kể bên Scotholm. Cả hai hòn đảo được coi là vùng lãnh thổ của các loài chim biển. Giờ đây, quá trình ve vãn đã kết thúc. Không khí trở nên yên bình hơn. Hải âu cổ rụt con vẫn ở trong hang. Vì thế, hầu hết những con hải âu cổ rụt bố mẹ hàng ngày phải ra biển kiếm mồi. Tuy vậy, các mỏm núi đá vẫn tràn ngập sự sống. Những con thỏ được đưa đến đây từ thế kỷ 13 như một nguồn thực phẩm và lông thú. Giờ đây, chúng trở thành những hình ảnh thường thấy trong thiên nhiên hoang dã, sống trong hang tại vùng đất có nhiều hang thỏ này. Không giống như người anh em họ hàng của chúng trên đất liền, thường sinh 5 lứa trong một năm, những con thỏ cái ở đây chỉ sinh một lứa duy nhất. Khả năng vượt trội đã giúp cho loài này phát triển mạnh trên hòn đảo nhỏ, mặc dù chúng chỉ sinh có một lứa duy nhất trong năm. Những con thỏ nhỏ bé này phát triển rất nhanh. Chúng tận dụng những ngọn cỏ non đầy dinh dưỡng của mùa hè. Tuy nhiên, chúng không phải là những con non duy nhất trên mặt đất. Đây là những con chim mòng biển lưng đen lớn. Chúng lớn rất nhanh và rất thích khám phá. Nhưng ở những chỗ trống, chúng dễ trở thành con mồi cho những con quạ xảo quyệt.
Vì thế, chim bố hoặc chim mẹ luôn phải ở bên cạnh để đảm bảo chúng không gặp rắc rối. Những con chim mòng biển lưng đen có nhu cầu ăn rất nhiều. Vì thế, chim bố cũng phải cùng chim mẹ tìm kiếm thức ăn ngoài biển khơi để nuôi gia đình. Chúng là những con mòng biển lớn nhất trên thế giới, với sải cánh rộng hơn 1,5 mét. Bất cứ sinh vật nào nhỏ hơn chúng đều nằm trong thực đơn của chúng. Hải âu cổ rụt cũng vậy, có thể trở thành mồi của chúng. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ bắt. Tốt hơn hết là đi tìm một lựa chọn khác dễ dàng hơn. Bản chất tự nhiên phụ thuộc vào răng, móng vuốt hay mỏ. Điều gì xảy ra tiếp theo có thể rất tàn bạo, nhưng đó lại là một phần trong cuộc sống hoang dã của Skoholm. Nuốt gọn con mồi. Trở về tổ và gọi con của nó. Tiếp đó là mớm cho chim non ăn. Những con chim non cần rất nhiều thức ăn. Một lượng bằng 1/5 trọng lượng cơ thể chúng mỗi ngày. Những con mòng biển lưng đen chỉ đẻ một lứa mỗi năm, vì thế chúng phải nỗ lực để có thể duy trì số lượng. Chẳng mấy chốc, những con chim non này có thể bay được. Tuy nhiên, chúng tiếp tục phụ thuộc vào chim bố mẹ kiếm mồi trong vài tháng nữa. Thật may là hòn đảo này giống như tủ đựng thức ăn, có thể cung cấp cho nhu cầu rất lớn của chúng. Vào giữa tháng 7, cái nóng khô héo của mùa hè vẫn tiếp tục chiếu xuống vùng đất này. Một tháng rưỡi không có hạt mưa nào khiến cho mực nước của các ao hồ xuống thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Ngay cả những con sông cũng khô cạn. Chỉ còn lại một vài ốc đảo có nước. Đó là những khu vườn thực vật quốc gia ở Kamatensai. Những ao hoa súng tạo nên một thiên đường cho các loài chim nước như loài diệc và gà nước. Tuy nhiên, nó cũng lôi cuốn hai vị khách khác tới thăm. Một con rái cá và vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ.
Nhưng với mực nước thấp hơn, thường xuyên khoảng 30cm, mật độ cá trở nên dày đặc hơn, khiến nơi đây trở thành nơi lý tưởng để săn bắt cá. Nó đã thành công. Còn một quãng đường dài nữa phải vượt qua trước khi rái cá con hoàn toàn độc lập, nhưng mẹ nó đã chọn một địa điểm hoàn hảo để trải qua mùa hè nóng nực. Ngay phía địa đầu của đất nước là những vách đá vôi của bán đảo Great Ormes. Vào mùa hè, đây là ngôi nhà chung của loài bướm độc đáo nhất xứ Wales. Đó là loài bướm đốm xanh bạc Carnarvonshire. Vào buổi sáng, chúng mải mê đi tìm mật hoa. Những con có màu xanh thẫm hơn này là những con đực. Và những con màu nâu hơn là những con cái. Con đực nhỏ bé này vừa mới chui ra từ vỏ nhộng. Đôi cánh của nó vẫn còn ướt, và nó chỉ có thể bay khi đôi cánh đó khô. Nó rất dễ bị tổn thương. Những con kiến, chúng là những kẻ săn mồi hung ác, và chúng đang trên đường tới chỗ con bướm. Nhưng chúng không muốn ăn con bướm, mà hoàn toàn ngược lại. Chúng tới để bảo vệ con bướm. Một con bướm đực khác đến kiểm tra. Nó hy vọng tìm thấy một con bướm cái vừa mới chui ra từ vỏ nhộng. Sự chú ý không mong muốn này có thể làm tổn thương đôi cánh vẫn còn mềm yếu của con bướm đực non. Nhưng những con kiến đã bảo vệ nó. Chúng làm dịch vụ bảo vệ cá nhân cho con bướm này. Chúng không phải vô cớ mà làm điều đó. Những con kiến này đã canh chừng cho nó từ khi nó còn là một con sâu bướm, khi nó mang lại cho chúng nguồn chất lỏng ngọt ngào được tạo ra bởi một tuyến đặc biệt. Và để đáp trả, những con kiến tiếp tục trách nhiệm của mình là bảo vệ con bướm. Cuối cùng, đôi cánh của con bướm đực cũng đã khô. Nó bắt đầu cuộc tìm kiếm những con bướm cái để giao phối. Tại đây, những con bướm cái trên đồng cỏ dường như mới chỉ lác đác có vài con trên mặt đất. Nhưng có rất nhiều bướm đực đã có mặt. Có thể nó sẽ là con bướm may mắn trong những bụi cây mâm xôi, ở đó có nhiều bướm cái hơn. Nó bắt đầu di chuyển. Khó có thể tiếp cận được bướm cái. Đôi cánh vẫy lên vẫy xuống của bướm cái là dấu hiệu của sự từ chối. Nhưng cuối cùng, bướm cái cũng quyết định rằng con bướm đực đó cũng không đến nỗi tồi. Một kẻ mới đến đầy ghen tức. Với rất ít bướm cái ở xung quanh, nhiều con bướm đực sẽ không bao giờ có cơ hội được giao phối. Vì thế, nó muốn quấy nhiễu con bướm đực của chúng ta.
chưa đầy một ngày, con bướm đực đã hoàn thành mục đích của cuộc đời bằng cách đảm bảo rằng thế hệ tương lai của nó sẽ tiếp diễn. Sóng nhiệt giờ đã lên đến mức kỷ lục. Sau 6 tháng khô cằn nhất trong suốt gần một thế kỷ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại vào tháng 7. Trong suốt 80 ngày vẫn chưa có mưa. Vùng đất khô cằn giống như một chảo lửa. Trong vài tuần qua, phần lớn vùng đất này trở nên nóng rực. Mùa hè này, những trận cháy rừng xảy ra nhiều hơn trong suốt thập kỷ qua. Xứ Wales đang mong chờ những cơn mưa. Nhưng không phải là mùa hè này. Thời tiết khô nóng đã hoành hành khắp các vùng đất của xứ Wales. Còn rất ít những mảng cỏ còn xanh tốt. Mặc dù đối với một loài động vật có vú nhỏ nhất của Vương quốc Anh, chỉ một bụi cây nhỏ cũng là đủ. Chú chuột đồng nhỏ châu Âu này chỉ nặng chưa đến 5 gram. Nó nhẹ đến nỗi, nó có thể giữ thăng bằng trên một cuống hoa. Hầu hết thời gian, cái đuôi đặc biệt có thể cầm nắm của nó hoạt động giống như cái chi thứ 5, hoàn hảo cho việc sống trên cao. Chuột đồng nhỏ châu Âu ăn các loại hạt, nhưng cơ thể nhỏ bé của chúng cần tiêu thụ lượng thức ăn bằng 30% trọng lượng cơ thể nó mỗi ngày. Thời điểm này trong năm mang lại những mối nguy hiểm bất ngờ. Một lần trốn chạy may mắn. Khi màn đêm buông xuống, con chuột nhỏ này cần phải tìm kiếm một bụi cỏ mới để làm tổ trong đó. Ngay cả những khu vực ẩm ướt quanh năm cũng phải chịu ảnh hưởng của thời tiết khô nóng. Một bãi lầy phía trên núi Priscilla cũng đang khô hạn vì nóng. Một chú kiến thợ đang đi tìm hơi ẩm. Nó hướng đến khu đầm lầy ẩm ướt nhất. Không hề biết rằng có một kẻ săn mồi màu đỏ thẫm đang nằm chờ đợi. Đó chính là một phần của cây ăn thịt. Cây gọng vó. Chúng có tên như vậy vì những hình giọt nước long lanh như giọt sương ban sớm.
Chúng rất đẹp nhưng nguy hiểm chết người. Những giọt mật ngọt ngào này là cái bẫy rất dính. Một khi đã bị dính vào thì rất khó thoát ra. Ngay sau khi con mồi bị dính vào, nó liền cuộn lại và nhấn chìm con mồi. Cách sống ăn thịt giúp loài cây này có thể tồn tại vào mùa khô. Nạn nhân của chúng cung cấp tất cả những gì chúng cần. Chú kiến thợ này tiến được xa hơn tất cả đồng loại. Nhưng cuối cùng, nó không còn được may mắn nữa. Và giữa tháng 8, mùa khô ngắn ngủi cũng bị phá vỡ. Một khi những cơn mưa xuất hiện, nó sẽ làm không khí nóng nực dịu đi. Thật kỳ diệu, nhưng cũng không kéo dài lâu. Tại công viên của loài hươu cổ đại ở phía tây xứ Wales, những con hươu hoang dã tận dụng những chồi non mới nhú. Những con lửng ăn khoảng 200 con giun đất mỗi ngày. Nền đất mùa hè khô cứng khiến chúng rất khó kiếm đủ thức ăn. Vì thế cơn mưa đã giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn trước. Những con lửng không phải là loài duy nhất được hưởng lợi. Những con giun chiếm khoảng 20% khẩu phần ăn của loài cáo. Cũng giống như rất nhiều loài khác ở xung quanh. Những khu rừng của xứ Wales cung cấp nguồn thức ăn cho rất nhiều loài động vật hoang dã. Nhưng cũng có những nơi đặc biệt khác, nơi rất hiếm các loài sinh vật cũng phát triển. Mỏ than đá này từng là một trong những khu mỏ lớn nhất xứ Wales. Những mảnh than cuối cùng được khai thác vào năm 1986, nhưng 200 năm công nghiệp đã để lại một di sản hoang dã đáng kinh ngạc. Những đống đất đá giúp hấp thụ hơi nóng và thoát nước nhanh. Chúng giống như những đụn cát của thung lũng xứ Wales, cung cấp nơi trú ẩn cho rất nhiều loài côn trùng. Một trong những loài đặc biệt đã thích nghi rất tốt ở đây. Thấp thoáng trong bóng râm là một trong những kẻ săn mồi mánh khóe nhất Vương quốc Anh. Loài bọ hổ xanh.
Nó tuy nhỏ nhưng được trang bị rất tốt nhằm tấn công con mồi bằng bộ hàm dữ tợn, đôi cánh mạnh mẽ. Và ba cặp chân giúp nó đạt được tốc độ tương đương người chạy nước rút Olympic. Một bữa tiệc kiến đang diễn ra. Khi thức ăn tự mang đến cho bạn thì chẳng có lý do gì mà ngoảnh mặt đi cả. Con côn trùng bất lực nhanh chóng bị biến mất. Một con kiến cánh sẽ là một đối thủ đáng gờm. Và nó sẽ không từ bỏ mà không chiến đấu. Cũng không hề dễ dàng gì khi con mồi chống trả dữ dội. Gần đây, nó đã giao phối và giờ nó đang tìm kiếm khu vực làm tổ để bắt đầu tạo nên bầy đàn của mình. Nhưng vẫn còn những kẻ săn mồi khác ẩn nấp tại khu vực mỏ than đá cũ này. Và lần này, con kiến cánh không có cơ hội chạy thoát. Đó là ấu trùng bọ hổ xanh. Nó vừa nở trong cái hang này và giờ đây đang chờ ở cửa hang để rình bắt con mồi đi ngang qua. Nó là kẻ săn mồi bằng cạm bẫy siêu đẳng của xứ Wales. Giống như bố mẹ, nó cũng là kẻ săn mồi hung ác. Với bộ hàm vô cùng đáng sợ, nó có thể ở dạng ấu trùng này khoảng 4 năm và mở rộng hang trong quá trình kiếm mồi và lớn lên trước khi trở thành một con bọ trưởng thành. Mùa hè đang dần đến hồi kết. Trên bờ biển, thủy triều lên xuống 2 lần một ngày, tiếp tục chi phối cuộc sống của tất cả các sinh vật ở đây. Tại bán đảo Gower, nơi được gọi là đầu run, một khu vực nổi tiếng với các ao đá, đó là ngôi nhà chung của một loài sinh vật quý màu đỏ, loài hải quỳ. Thủy triều lên cao có nghĩa là đã đến lúc kiếm ăn. 192 xúc tu với những cây gai nhỏ xíu giúp hải quỳ có thể bắt và ăn bất cứ thứ gì đến gần cái miệng của nó. Nó có khả năng tóm con mồi một cách chính xác.
Mỗi một con đều muốn có một lãnh thổ riêng. Vì thế, mối quan hệ với hàng xóm rất không thân thiện, đặc biệt khi chúng chuyển động nhanh. Nếu một con hải quỳ khác tiến đến gần, cuộc xung đột sẽ xảy ra. Ở cuối mỗi xúc tu có tuyến trùng chứa các tế bào có ngòi giúp giải phóng chất độc. Những cuộc tranh chấp như thế này luôn luôn xảy ra. Nhưng khi thủy triều xuống, các xúc tu thu lại và cuộc chiến tạm dừng. Dọc theo bờ biển phía nam, cách bờ khoảng hơn 1 km là đảo Ramsey. Bây giờ đã là cuối tháng 8. Những bãi biển hẻo lánh trở nên đông đúc. Những con hải cẩu xám xuất hiện ở đây. Bị lôi cuốn bởi sự tách biệt, chúng tới đây để sinh con. Không gian có tầm quan trọng đặc biệt. Khi chật chội, chúng thường xung đột với nhau. Đây không có sự nhượng bộ, ngay cả đối với những con mới sinh. Một số hải cẩu mẹ đã quen với khu vực này, trong khi một số con khác lần đầu tiên tới đây sinh con. Con non này mới được vài phút tuổi. Con này với bộ lông đã khô và đã được vài giờ tuổi. Hải cẩu con được sinh ra với một lớp lông tơ màu trắng giúp chúng được ấm áp. Nhưng chỉ ở trên cạn một thời gian ngắn và sau đó cần một lớp mỡ dày hơn trước khi hướng ra ngoài biển. Chúng cần phải tăng cân thật nhanh. Và chúng đã làm được. Sữa của hải cẩu xám chứa nhiều chất béo, gấp 15 lần sữa người, giúp hải cẩu con tăng cân rất nhanh. Trong vòng 3 tuần, chúng có thể tăng gấp 3 lần trọng lượng cơ thể. Việc tăng cân siêu nhanh khiến chúng trở thành một trong những loài động vật có vú phát triển nhanh nhất trên thế giới. Nhưng khi hải cẩu con lớn nhanh, thì hải cẩu mẹ cũng yếu đi. Những con hải cẩu cái không ăn gì, trong khi cho con bú, nên trọng lượng của chúng có thể giảm 1/3. Vì thế, chỉ sau 20 ngày, chúng phải cai sữa để đi kiếm thức ăn cho chính mình. Những con hải cẩu mẹ có kinh nghiệm cố gắng giúp cho lũ con nhanh chóng làm quen với làn nước. Hải cẩu con được dạy bơi trước khi chúng được tự do
nên thường sống sót trong năm đầu tiên ngoài biển khơi. Bài học đầu tiên là vô cùng quan trọng. Một số con hải cẩu con miễn cưỡng với những buổi luyện tập. Trong khi một số con bơi lặn rất nhanh trong làn nước. Một số khác vẫn cố gắng học bơi.